Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Bộ Giao thông Vận tải đã công bố đề án thí điểm triển khai ứng dụng và khoa học công nghệ trong hỗ trợ và quản lý kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng. Đây là mô hình dùng ứng dụng công nghệ để hỗ trợ và quản lý kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng đối với loại xe từ 9 chỗ trở xuống. Đơn vị được giao là Công ty Cổ phần Vận tải 57 được phép triển khai thí điểm việc cung cấp ứng dụng Taxi 57 với tên gọi Thành công Car. Hà Nội sẽ là địa phương đầu tiên mà thành công car triển khai ứng dụng công nghệ app trong vận chuyển hành khách. Tương tự như công nghệ mà các hãng Grab, Uber đang áp dụng, những xe này không phải gắn biển hiệu và số điện thoại trên xe như taxi truyền thống, nhưng các xe hoạt động dạng hợp đồng phải dán tem nhãn hiệu thành công car để nhận diện. Đây là một dịch vụ mới hoạt động thông qua ứng dụng app trên điện thoại di động trong kinh doanh dịch vụ vận chuyển khách bằng xe ô tô với mức giá từ 10.000 đồng đến 12.000 đồng trên 1 km.